Hôm nay tao sẽ kể cho mày câu chuyện về Mai Hắc Đế, vị vua da đen của Việt Nam. Nếu như nhắc đến đánh nhau với hổ thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến Võ Tòng bên Trung Quốc. Nhưng thật ra ở Việt Nam cũng có một người như vậy, đó chính là Mai Hắc Đế. Mai Hắc Đế có tên thật là Mai Thúc Loan, ông là vị vua người Việt thời Bắc thuộc, lãnh đạo chống lại sự chiếm đóng của nhà Đường ở Việt Nam. Vì nhà nghèo nên ông đã phải làm lụng từ nhỏ để giúp đỡ cha mẹ. Năm Mai Thúc Loan lên 10 tuổi, mẹ ông trong lúc đi lấy củi đã bị hổ vồ, ông tức giận và nhảy vào combat với nó, buộc con hổ đang say mồi phải bỏ chạy. Ít lâu sau bố ông cũng mất. Từ đó anh hùng Mai Thúc Loan vốn đã cực khổ nay còn tủi nhục hơn. Ông sống cuộc đời mồ côi, không được học hành tử tế mà chỉ học lỏm để biết chữ và hiểu nghĩa sách. Lớn lên, ông trở thành một chàng trai có sức khỏe phi thường. Mai Thúc Loan trở thành một đô vật lừng danh, từng đạt giải ở nhiều nơi trong vùng. Ông đi học hỏi săn bắn và trở thành một thợ săn lành nghề. Sau này ông còn mở lò vật, lập phường săn, chiêu mộ trai tráng trong vùng mưu việc lớn. Vì vậy mọi người đã suy tôn ông làm đầu phu, một thủ lĩnh quân sự trong vùng.